Người yêu một thời của Lâm Chí Dĩnh, nghị lực phi thường sau bi kịch hôn nhân. Sở hữu nhan sắc nổi bật với đôi mắt to, chiếc mũi thanh tú và nụ cười trong veo, Diệp Uẩn Nghi từng là mỹ nhân hoa ngữ nổi tiếng khắp châu Á cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Với vẻ đẹp hiếm có, Uyển Nghi từng làm bao chàng trai phải say đắm, trong đó có cả Quách Phú Thành và Lâm Chí Dĩnh. Tuy vậy, hồng nhan bạc mệnh, Uyển Nghi sớm rút lui khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao để đi theo tiếng gọi con tim. Tuy nhiên, quyết định này đã khiến người đẹp phải trải qua cuộc hôn nhân đầy khốn khổ. Đại mỹ nhân hoa ngữ nổi danh châu Á. Diệp Uẩn Nghi là mỹ nhân hoa ngữ nổi tiếng khắp châu Á cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Sinh năm 1973, Uẩn Nghi sở hữu nhan sắc nổi bật với đôi mắt to, chiếc mũi thanh tú và nụ cười trong veo. Nhờ đó, cô lọt mắt xanh một nhà tìm kiếm tài năng và được mời làm người mẫu quảng cáo khi mới 13 tuổi. Vẻ đẹp ngọt ngào và trong sáng giúp cho Uẩn Nghi nhanh chóng được công chúng để ý. Lúc tròn 15 tuổi, cô đã được xem là một hiện tượng của làng giải trí Hồng Kông. Năm 1987, Diệp Uẩn Nghi chính thức bước vào làng giải trí Hồng Kông với vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh Goodbye Darling. Mặc dù chỉ đảm nhận vai nhỏ bên cạnh đàn chị Chung Sở Hồng, nhưng diễn xuất của cô tạo được ấn tượng đặc biệt với khán giả. Thừa thắng xông lên, Diệp Uẩn Nghi lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất và được giao cho nhiều vai diễn lớn nhỏ trong phim điện ảnh. Lên 17 tuổi, cô bước sang trang mới của cuộc đời nhờ bộ phim Khổng Tước Vương Tử. Với diễn xuất xuất thần, cô giành được giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc, nữ diễn viên được yêu thích của điện ảnh thứ 17 Nhật Bản. Tác phẩm này không chỉ giúp Uẩn Nghi nổi tiếng ở Hồng Kông mà còn vang danh tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ đây, cô có cơ hội hợp tác với hàng loạt tên tuổi đình đám của điện ảnh hoa ngữ như Thành Long, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa. Tuy không đóng quá nhiều phim, nhưng Diệp Uẩn Nghi khiến khán giả nhớ mãi bởi gương mặt ngây thơ thánh thiện, cùng nụ cười vừa nhìn đã muốn yêu. Nhiều khán giả nhận xét cô không quá xuất sắc như những mỹ nhân khác, nhưng sự trẻ trung của cô có khả năng giúp cuộc sống của người khác tươi mới hơn. Cô còn từng được coi là trưởng môn phái ngọc nữ bởi hình tượng trong sáng thuần khiết nổi tiếng khắp châu Á. Bên cạnh diễn xuất, Diệp Uẩn Nghi còn thử sức với vai trò ca sĩ và gặt hái nhiều thành công. Các album của cô được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Ở tuổi 20, Uẩn Nghi có sự nghiệp phát triển rực rỡ, trở thành người tình trong mộng của biết bao chàng trai khắp châu Á. Mối tình sớm nở tối tàn của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Trước khi đến với Lâm Chí Dĩnh, Diệp Uẩn Nghi từng có tin đồn tình cảm với nam diễn viên ca sĩ Quách Phú Thành. Quách Phú Thành là một trong bốn tứ đại thiên vương của Hồng Kông, nổi lên từ những năm đầu thập niên 90. Có thể nói trong sự nghiệp, bất kể là đóng phim, khiêu vũ hay là ca hát, anh luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả hâm mộ. Năm 1991, Diệp Uẩn Nghi và Quách Phú Thành cùng tham gia đóng phim Cửu Nhất Thần Điêu Hiệp Lữ và phát sinh tình cảm. Sau đó, Nam Thiên Vương gia nhập nhóm Tứ Đại Thiên Vương để phát triển sự nghiệp, từ đó hai người không còn yêu nhau. Năm 1993, Diệp Uẩn Nghi tham gia bộ phim Thần Kinh Đao và Phi Thiên Miêu đóng cùng Lâm Chí Dĩnh, Lương Gia Huy và Trương Mạn Ngọc. Phim kể về chuyến phiêu lưu đầy lý thú của hai cặp uyên ương làm nghề săn tội phạm là chú cháu Đại Tiểu Phi Đao, Lương Gia Huy và Lâm Chí Dĩnh đóng, và chị em Đại Tiểu Phong Tao do Trương Mẫn và Uẩn Nghi thủ vai. Đối thủ của bốn người lần này là cựu Vĩ Linh Hồ, Trương Học Hữu đóng và vợ y là Trương Mạn Ngọc đóng. Tuy cùng làm nghề truy bắt tội phạm, nhưng Đại Tiểu Phi Đao và Đại Tiểu Phong Tao lại đối đầu nhau. Phim vừa có những cảnh quay lãng mạn hài hước, vừa có những màn võ thuật khiến người xem thót tim. Thần Kinh Đao và Phi Thiên Miêu không chỉ thu hút khán giả thời điểm ấy, mà còn là nơi xe duyên cho cặp đôi Lâm Chí Dĩnh và Diệp Uẩn Nghi. Sau khi bộ phim kết thúc, truyền thông bắt đầu ghép đôi Uẩn Nghi cùng nam tài tử Đài Loan. Sau bộ phim này, nhiều người mặc định Diệp Uẩn Nghi và Lâm Chí Dĩnh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ mới của làng giải trí. Mặc dù chênh nhau một tuổi, nhưng khán giả rất mong họ có thể thành đôi ngoài đời. Một số nguồn tin cho hay, thời gian đó Lâm Chí Dĩnh đã phải lòng đàn chị vì nhan sắc lẫn tài năng nên ra sức theo đuổi cho bằng được. Khi Lâm Chí Dĩnh ra album ca nhạc, Diệp Uẩn Nghi cũng tham gia đóng MV cho anh. Người ở Đài Loan, người ở Hồng Kông, dù cách trở về địa lý nhưng họ vẫn dành thời gian gặp gỡ và quan tâm nhau. Tuy nhiên do cả hai còn quá trẻ nên chỉ bên nhau được một thời gian ngắn, sau đó mỗi người một ngã. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm, chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân, thông tin chi tiết bên dưới video. Hôn nhân khốn khổ với người chồng đại gia. Năm 1995, Diệp Uẩn Nghi bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí và quyết định kết hôn cùng đại gia Trần Bách Hạo khi mới 22 tuổi.
Quyết định này của cô khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Ngỡ đâu được làm dâu nhà hào môn và có cuộc sống sung túc, nhưng hóa ra chỉ là những ngày tháng đau khổ. Năm 1999, Diệp Uẩn Nghi sinh con đầu lòng Quý Tử nên được gia đình chồng hết mực yêu thương. 3 năm sau đó, cô hạ sinh thêm đứa con gái dễ thương đáng yêu, và kể từ đây bi kịch đã ập xuống cuộc đời của mỹ nhân. Năm 2001, Trần Bách Hạo chán cơm thèm phở vì đại gia vô tư ra ngoài cặp kè với những người phụ nữ khác, mặc kệ người vợ bỏ cả sự nghiệp ở nhà nai lưng trông con. Dù đã được Diệp Uẩn Nghi tha thứ và khuyên nhủ, nhưng Trần Bách Hạo vẫn chứng nào tật nấy. Đỉnh điểm nhất là ngay trong lúc vợ mang thai đứa con thứ hai thì Trần Bách Hạo công khai phản bội, khiến cô vô cùng suy sụp. Không thể chịu nổi cú sốc này, Diệp Uẩn Nghi quyết định ly hôn khi con vừa tròn 1 tháng tuổi. Thời điểm đó, một mình cô ôm 2 con, bước ra khỏi gia đình hào môn và tự thân làm việc nuôi con ăn học. Theo phán quyết của tòa án, cô được quyền chăm sóc 2 con, vì đại gia họ Trần phải bồi thường tổn hại tuổi xuân cho Diệp Uẩn Nghi 8 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 23 tỷ đồng, và mỗi tháng phải chu cấp 5.000 đô la Hồng Kông, khoảng 14,5 triệu đồng chi phí nuôi con. Thời gian đầu, Trần Bách Hạo còn chu cấp tiền theo yêu cầu của tòa án, nhưng sau đó, vị đại gia phá sản và từ chối chu cấp mọi thứ. Không những thế, chồng cũ không ngừng phanh phui chuyện riêng tư của hai vợ chồng trên mặt báo, khiến Diệp Uẩn Nghi khổ sở trong suốt thời gian dài. Vất vả trăm bề nuôi con ăn học. Diệp Uẩn Nghi đã bỏ lỡ thời thanh xuân hoàng kim của mình để yên bề gia thất, nhưng lại nhận cái kết không khỏi cay đắng. Ly hôn chồng, Diệp Uẩn Nghi chật vật kiếm việc làm để có tiền nuôi con khôn lớn. Khi đó cô từng được Tăng Chí Vĩ ra tay tương trợ tiến cử để tái xuất đóng phim, nhưng vì thời hoàng kim đã qua nên cô chỉ nhận được những vai phụ, cơ hội đóng phim không nhiều, thu nhập có hạn. Để kiếm tiền nuôi 2 đứa con, cô từng làm qua công việc văn phòng cho cửa hàng thời trang, nhưng thu nhập rất ít ỏi. Vì cuộc sống quá khó khăn, Diệp Uẩn Nghi phải gửi 2 con cho nhà ngoại, thay tên đổi họ để đến thâm quyến Quảng Đông làm môi giới nhà đất. Tuy nhiên, vì không có duyên với nghề nên chỉ được một thời gian sau, cô lại tìm hướng đi khác. Một người bạn của Diệp Uẩn Nghi cho biết, thời gian đó cô ấy có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền, công việc trước màn ảnh hay sau hậu trường đều không từ nan. May là cô còn có nghề tay trái làm đồ gốm nên đã làm thêm công việc dạy nặng đúc sét. Sau đó cô phát hiện công việc này có thu nhập cao nhất trong số những công việc cô đang làm nên đã chính thức theo nghề này, thỉnh thoảng mới nhận đóng phim để kiếm thêm thu nhập. Nhờ nghề tay trái nên Diệp Uẩn Nghi đã duy trì được cuộc sống gia đình. Cô luôn tỏ ra rất kiên cường. Năm 2007, cô nhận được bằng của Học viện Nghệ thuật Hồng Kông. Cô còn tốt nghiệp khóa đào tạo thạc sĩ nghệ thuật ở trường đại học Ramit University. Thậm chí, tác phẩm của cô còn được đề cử tranh giải thưởng nghệ thuật quốc tế Laguna lần thứ 8, lọt vào danh sách 30 tác phẩm đứng đầu và là đại diện duy nhất của Hồng Kông. Năm 2012, Diệp Uẩn Nghi cùng những người bạn của mình hợp tác thành lập một trường dạy nghệ thuật, đích thân đứng lớp giảng dạy. Ngoài ra, cô còn nhận thêm các công việc khác như thiết kế nón, làm búp bê để kiếm thêm thu nhập nuôi con ăn học. Vì con của mình, Diệp Uẩn Nghi đã hy sinh hạnh phúc riêng, hoàn toàn từ bỏ ý định tìm tình yêu mới. Sau khi ly hôn, Uẩn Nghi được rất nhiều người theo đuổi. Cô từng hẹn hò với một người tên là Paul, làm nhân viên văn phòng. Sau đó là mối tình kéo dài mấy năm với chuyên gia tạo mẫu tóc Daniel. Cuối cùng, vì lý do vừa phải chăm sóc 2 con, vừa phải kiếm sống, nên không có thời gian dành cho tình yêu. Dần dần cô không còn trông mong vào chuyện tình cảm, cũng không màng chăm sóc ngoại hình. Vì mối giao tình với Tăng Chí Vĩ, năm 2014, cô đóng phim Câu lạc bộ Phụ nữ. Đây là bộ phim truyền hình do Hồng Kông sản xuất, Tăng Chí Vĩ làm đạo diễn phụ trách. Nội dung bộ phim xoay quanh về một nhóm gồm 7 người phụ nữ bạn thân, chơi với nhau từ hồi còn trung học, mỗi người một vẻ và tính cách khác nhau. Tuy nhiên, họ lại cùng có một điểm chung với sở thích và ước mơ là mở một câu lạc bộ dance. Bộ phim gần gũi rất sát với thực tế, đã phần nào đưa cái tên Diệp Uẩn Nghi quay lại với màn ảnh. Hiện tại, cuộc sống mẹ con Diệp Uẩn Nghi đã ổn định hơn, không còn khó khăn như những ngày đầu. Tuy nhiên, để lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn, Uẩn Nghi sống rất tiết kiệm. Cô không còn dành cho mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, cũng không dùng tiền để chăm sóc bản thân. Cô trở thành một người mẹ hiền hậu, hết lòng vì con cái. Ở tuổi 46, Uẩn Nghi không còn là cô gái sắc nước hương trời ngày nào, mà tóc đã lốm đốm bạc, thân hình cũng phì nhiêu hơn. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho nhan sắc ngọc nữ một thời, tuy nhiên trong lòng công chúng vẫn luôn mang đậm hình ảnh vàng son của Diệp Uẩn Nghi. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!